Mến chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Châu miền Tây học làm sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ trực tiếp mình cắn nền mình đắp cái lát cái sàn này ngang cô chú anh chị sàn mới hiên nè. Thì ở nhà trong đó mình làm hoàn xong rồi, rồi cắn lót cái mái hiên qua này. Thì mình cũng chia sẻ cách cắn để không bị dao hồ lạnh nha cô chú anh chị bạn. Thì mình trước khi cắn thì mình phải đi nước nôi. Mình thử cho nó đủ nước nha. Có để một lớp xi măng trên nè để cho đồ bám dính. Mình cán hồ ướt nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị bạn xem mình cắn như thế nào nha. Thì bây giờ mình phả cái lớp hồ khô trên mặt ăn cô chú anh chị bạn. Nó gáo lại là mình gạt xong luôn thì nó sẽ trắng trắng, nó không bao giờ đi bong chóc lên nha cô chú anh chị. Thì hồ khô thì mình cũng trộn là 8 xuồng bao nha, hoặc là 9 xuồng bao. Thì xong nó gáo lên mình ra láng nữa. Mình quay lại mình ốp gạch luôn. Giờ đối với gạch mà 40 vuông á thì mình lót liền luôn nha cô chú anh chị bạn. Còn mà gạch mà 60 hoặc 50 mà mình đá thì mình hãy qua ngày sau mình hãy lót nha. Thì mình cũng chia sẻ với chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị bạn xem tiếp nha.
Rồi bây giờ mình đang chuẩn bị mình sắp gạch để mình lót hồ, mình trải hồ mình lát luôn nha cô chú chị bạn. Mình vừa cán xong, gạt xong thì nó còn mình nó còn ướt á, nên mình sắp trước khi mình lót luôn nha. Rồi mình cắt mấy gốc này nè, mấy gốc này dài dài mấy gốc nó cho xong luôn. Rồi mình dỡ lên mình lót một phát màu cho xong luôn nha cô chú chị bạn. Bên đây. Giờ mình cắt vô chỗ cột này. Chung gạch này thì nó cũng tương đối cho nó không có điều hùng, nên mình sắp trước để mình chỉnh luôn. Cái sắp vô được rồi, đâu gì đâu, tương đối thôi chứ. Gạch này đẹp rồi. Đây ông chủ nhà ngang cô chú chị bạn, ông phụ tiếp lót cho rồi. Ông nôn mà ông áo không mặc được luôn á. Nó kêu cái gì kìa? Mày bỏ đó liền. Ồ, nó kiếm chủ nhà không chỉ mình luôn nè. Rồi. Sao? Rồi rồi. Miếng vừa không? Sắp vô luôn. Nó đang bị xéo mà, bên đó anh đi xéo nữa. Sắp miếng đó vô luôn anh luôn. Trời ơi, đi ngủ xuống gì trời. Trời ơi, tao mà xe cuốc mà để ủ hoài trời. Qua bánh sắp qua. Qua bánh sắp qua luôn anh kể coi. Ủa cái chuyện ngoài vô đi. Anh các bạn đi chuyện vô đưa cho ông chủ lấy. Chủ bị ghê không? Rồi, thì để một lát nữa mình lót rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem lại một lần nữa nha.